lại cái gì cũng cái tâm bình an khi nãy, chứ có cái gì khác, phải không? Như vậy thì cái loạn động và cái bình an nó hai nơi riêng biệt hay là cũng một nguồn, một gốc? Nó đâu có hai, phải không? Nó hiểu vậy thì mới thấy cái pháp căn bản là cái tâm bình an thanh tịnh sẵn có của mình, gọi là pháp nhĩ. Nhưng mà vì duyên cảnh nó dễ động, chúng ta không biết tu thì theo cái động đó nó quấy rầy, nó tạo nghiệp. Còn nếu biết tu vừa dễ động, mình khéo chuyển, khéo hướng nó trở về bình yên, thì đó là chúng ta trở về cái nguồn linh của mình, chứ không có gì khác. Như vậy thì cái nguồn linh ai mà không có? Ai cũng có hết. Nhưng mà vì theo cảnh mà quên, theo cảnh cho nên quên tâm. Đây mới giải thích: nguồn linh không hình, soi vào thì thiên sai, tức là ngàn thứ khác. Thiên sai chẳng đồng, nên tự lập ra cái tên pháp nhãn. Nhất tịch không khác, nên cái hiệu tuệ nhãn vẫn còn. Cả hai lý và lượng đều tiêu thì công năng Phật nhãn tròn đủ. Đó, mấy cái chỗ này nghe rất là lạ, nhưng mà quý vị thấy chúng ta không khó đối với sự tu hành. Bởi vì cái nguồn linh của mình nó là thanh tịnh, nó không có hai thứ. Nhưng mà khi gặp duyên đối cảnh thì nó lại sanh ra đủ thứ sai biệt. Cho nên nói là nguồn linh chẳng hình, nguồn linh nó là không có hình tướng. Soi vào thì có thiên sai, nhưng mà mình nhìn vào nó thì nó chạy theo duyên, cho nên có thiên sai vạn biệt đó, tức là ngàn thứ sai khác. Nhưng mà từ cái thiên sai vạn biệt đó, nó không có đồng một thứ. Cho nên người tu nhìn thấu được cái chỗ đó thì mình được cái hiệu là pháp nhãn. Đó, pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt pháp, con mắt thấu triệt được cái pháp, các pháp. Bởi vì tất cả pháp từ cái nguồn linh mà hiện. Bây giờ mình nhìn lại, mình biết tất cả pháp đó nó không có thiệt, nó là hư ảo từ cái giấy động mà ra, thì biết rõ tất cả thiên sai vạn biệt đều là một cái tướng hư giả chứ không thiệt. Thấy như vậy, biết như vậy là chúng ta đã có pháp nhãn rồi, mở được con mắt thấy được các pháp. Như vậy thì mà pháp nhãn thì quý vị thấy chúng ta có thành cái gì? Đây là pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Đó, ba con mắt. Pháp nhãn là chỉ cho con mắt thấu suốt được các pháp, là con pháp con mắt của hàng duyên giác. Đó, duyên giác do thấu suốt được cái lý nhân duyên các pháp sinh diệt đó mà ngộ đạo, nên gọi đó là pháp nhãn. Đó, thì như vậy nếu mà chúng ta biết rõ nguồn linh hay là chân tâm nó không hai, nhưng mà tùy duyên có hiện thiên sai vạn biệt. Thiên sai vạn biệt đó là cái bóng của các duyên, biết rõ không lầm, đó là chúng ta đã có pháp nhãn rồi. Quý vị dễ thật khó, thấy ngộ đạo cũng đâu có khó, phải không? Nhưng mà bây giờ chỉ có cái khó là thấy cái gì cũng thiệt hết thì nó phàm phu. Ví dụ như bây giờ mình thấy được cái cảnh dễ thương, rồi thấy được cái cảnh dễ ghét. Thấy cảnh dễ thương thì sao? Thì mình xót xa.
thấy cảnh dễ ghét thì mình nổi nóng, tức giận. Thì như vậy đó là mình đang sao? Có pháp nhãn chưa? Như vậy là mình có gì nhãn? Nhục nhãn, con mắt thịt, cho nên nó theo cảnh mà bị cảnh chuyển. Đó. Còn nếu mình thấy cái cảnh dễ thương, mình biết đây cũng là duyên hợp hư ảo. Thấy cảnh dễ ghét, cũng biết đây là duyên hợp hư ảo, có gì thiệt. Tâm vẫn như, thì đó là pháp nhãn. Như vậy thì quý vị thấy pháp nhãn và nhục nhãn nó cách bao xa? Mà miễn nhục nhãn là phàm phu, mà pháp nhãn là duyên giác. Thì như vậy, mà duyên giác là ngộ rồi. Đó. Như vậy mới thấy rằng cái tu không phải là cái chuyện tưởng tượng, mà làm cái thực tế. Thực tế do trí tuệ. Còn không có trí tuệ thì si mê. Mà si mê thì phàm phu. Sáng lên có trí tuệ là thanh văn duyên giác, chứ đâu có xa. Mà rất tiếc là có khi thì mình sáng được chút thôi, phải không? Sáng chút rồi, ví dụ người ta mới quyến rũ mình một chút gì nhẹ nhẹ đó thì sáng, mà thấy đậm qua cái thừng tối luôn đó. Vì vậy mà trở thành mê hoài, ra không nổi. Pháp nhãn vừa mới mở cái rồi nó nhắm lại, nó không có sáng luôn. Đó là cái chỗ đặc biệt đó. Rồi tới cái thứ hai, nhất tịch không khác, nên có cái hiệu tuệ nhãn vẫn còn. Nhất tịch không khác, tức là một cái tâm thanh tịnh trùm khắp, không hai không khác, thấy rõ như vậy, nhận rõ như vậy, đó là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là con mắt trí tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát thấy tâm mình rỗng rang, thanh tịnh, không hai, không khác, luôn luôn là sáng suốt, luôn luôn là thanh tịnh, nhận như vậy, biết như vậy, không bao giờ quên, thì đó là tuệ nhãn. Đó, tuệ nhãn là Bồ Tát. Quý vị thấy cũng dễ quá. Cái này ai làm được? Phật làm thôi, chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng chuyện tu là chuyện của bậc thánh hiền hồi xưa họ làm, chứ còn mình bây giờ không có phần. Nghĩ như vậy đó là sai lầm. Tất cả công phu tu hành ai cũng có khả năng làm được, chỉ con cái là bền chí, gắn công, nỗ lực. Bền chí, gắn công, nỗ lực đó, thì người đó thành công. Còn nếu thiếu bền chí, thiếu gắn công, thiếu nỗ lực thì không thành công. Bởi vì cái mê nó mạnh mà cái tỉnh thì nó lại yếu. Do đó mà rồi mình với Bồ Tát, với các vị duyên giác khác nhau. Cả hai lý và lượng đều tiêu thì công năng Phật nhãn tròn đủ. Đó. Ở đây nói cả hai lý và lượng. Đó. Lý là cái lẽ chân thật, và lượng là những cái tâm phân biệt chia chẻ. Ví dụ như quán chiếu các pháp từ nhân duyên, rồi chia chẻ nó từng phần chẳng hạn. Cả hai bên lý và lượng không còn, thì khi đó Phật nhãn tròn đủ. Bởi vì chúng ta đạt được cái lý viên mãn, và không còn có những cái tâm phân tích chia chẻ nữa, thì đó là Phật nhãn. Như vậy thì ba cái nhãn này, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Pháp nhãn là chỉ cho hàng thanh văn, tuệ nhãn là chỉ cho hàng Bồ Tát, Phật nhãn là chỉ cho Phật. Vì vậy tam đế nhất cảnh nên lý pháp thân hằng thanh tịnh. À, bởi
được cái Phật nhãn tròn đủ đó rồi thì tam đế nhất cảnh nên lý pháp thân hằng thanh tịnh. Tam đế là gì? Tam đế tức là tục đế, chân đế và đệ nhất nghĩa đế. Cái đó gọi là tam đế. Nghĩa là khi được Phật nhãn rồi thì thấy cả tục đế, chân đế, đệ nhất nghĩa đế đều là một chứ không hai. Đó là thể nhập được pháp thân hằng thanh tịnh. Tục đế tức là lẽ thật của cuộc đời, chân đế là lẽ thật của đạo, đệ nhất nghĩa đế là cái lẽ thật viên mãn. Tam trí nhất tâm nên ánh bát nhã thường soi chiếu. Tam trí nhất tâm nên ánh bát nhã thường soi chiếu. Tam trí là gì? Một là nhất thiết trí, hai là đạo chủng trí, ba là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là chỉ cho cái hàng thanh văn hay là hàng duyên giác, đó gọi là pháp nhãn đó. Rồi đạo chủng trí đó là tuệ nhãn của Bồ Tát. Nhất thiết chủng trí đó là cái Phật nhãn. Như vậy thì ba trí, trí thanh văn duyên giác, trí Bồ Tát, trí của Phật lúc này là hợp nhất, không còn riêng nữa. Cảnh trí thầm hợp nên giải thoát tùy cơ, chẳng phải dọc, chẳng phải ngang, mà đạo tròn đủ như chữ Y. Gặp gỡ nhau một cách mầu nhiệm. Nếu khi đó thì cảnh và trí, hai cái đó nó thầm hợp. Mà nếu cảnh trí thầm hợp thì cái giải thoát nó hiện tại tùy cơ chứ không có đâu xa. Như vậy thì không còn ngang dọc, không còn riêng rẽ, cho nên nói nó tròn đủ giống như chữ Y, Y ba chấm của Ấn Độ. Gặp gỡ nhau một cách nhiệm màu đó. Cho nên biết diệu tánh của tam độc. Diệu tánh của tam độc tức là tham sân si đó. Diệu tánh của tam độc. Cho nên biết diệu tánh của tam đức chứ, tam đức chứ không phải tam độc. Cho nên biết diệu tánh của tam đức rõ ràng không trái, nhất tâm sâu rộng khó lường. Đâu có cái gì chẳng phải là đường giải thoát. Do đó tức tâm là đạo, có thể nói là lần theo dòng mà đến được nguồn vậy. Cái chỗ này nói rằng cho nên biết diệu tánh của tam đức. Diệu tánh của tam đức là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Ba cái đó nó không có trái nhau. Nhất tâm sâu rộng khó lường. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta có được ba cái đức pháp thân, bát nhã, giải thoát không? Nếu khi ngồi tu mình có được cái đó không? Đơn giản vô cùng. Tâm mình tịch tịnh, lặng lẽ, đó là cái đức của pháp thân. Vì pháp thân hằng hữu mà thanh tịnh, rồi lặng lẽ mà hằng tri hằng giác, đó là bát nhã. Hằng tri hằng giác cho nên không nhiễm, không bị dính, đó là giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy nơi mình có đủ ba đức pháp thân, bát nhã, giải thoát, đó là cái gốc. Cho nên nhiều Phật tử ham tu muốn cầu giải thoát, mà nghĩ giải thoát thì phải đi đâu á, phải không? Về cực lạc hoặc là lên cõi trời gì đó mới giải thoát, chứ ở dưới trần tục này giải thoát không có được. Cứ nghĩ như vậy, cho nên mong cầu được đi
nơi này, đi nơi kia mà không có biết ngay đây, ở nơi đây chúng ta khéo tu thì sẽ có được đủ ba đức tánh: pháp thân là bất sanh bất diệt đó, rồi bát nhã là cái trí tuệ viên mãn, là hằng tri hằng giác, rồi giải thoát là không dính không nhiễm, đó là giải thoát. Thì người nào mà sống được với ba cái này thì đó, hiện tại tuy chưa phải là Phật, ít ra cũng là Bồ Tát con rồi đó, phải không đó. Chứ còn không dám nói Bồ Tát lớn. Như vậy thì chúng ta có khả năng làm được, chứ không phải không làm được, mà tại vì chúng ta quen, lâu nay có cái mặc cảm, ai cũng nói mình là phàm phu ngu mê quá, dễ gì mà tu, phải không? Cứ tự thấy mình là phàm phu, là kẻ ngu mê, cho nên không bao giờ dám nghĩ. Chứ thực ra Bồ Tát với phàm phu không có xa, nghĩa là mê thì phàm phu, mà mình tỉnh thì Bồ Tát chứ có gì. Mê cho nên nhân ngã bỉ thứ, còn tỉnh thì mọi cái mình đều nhìn bằng trí tuệ, rồi khởi lòng từ bi, thì đó là Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát cách bao xa đó. Bởi vậy mình nói rằng hôm qua là mặt giả xoa, mà hôm nay là tâm giả xoa, mà bữa nay là mặt Bồ Tát đó. Nó chỉ đổi một chút thôi là chuyển hết. Nên chúng ta không có tự cao, nhưng mà cũng đừng quá mặc cảm, phải biết mình có khả năng để cố gắng tu. Đó là nói về cái phần pháp nhĩ. Pháp nhĩ là chỉ cho cái pháp tận cùng nguồn gốc đó. Pháp đó là như thị, như vậy đó. Điểm thứ hai, nêu ra quán thể. Chỉ cần biết nhất tâm, tức không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không. Mấy cái chữ này nghe khó hiểu, nghĩa là chỉ cần biết nhất tâm. Nhất tâm tức là tâm mình nó không có giấy niệm, tâm mình nó không có sao động, đó là nhất tâm. Tức không, không là không cái gì? Không tất cả những cái tướng, những cái pháp trần, như lục tổ nói đó, bản lai vô nhất vật đó, tâm đó là nó không tất cả đó. Tuy không mà chẳng không. Tại sao vậy? Nó không là không có nhiễm nhơ, không có phiền não, nhưng mà nó vẫn có cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Cũng như quý vị xuống cái hồ lớn thì nhìn trên hồ mặt nước phẳng lặng, không có thuyền bè, không có cái gì trôi nổi trên mặt nước. Thì hỏi mặt nước có cái gì không? Thì quý vị nói sao? Mặt hồ có gì không? Nói sao? Không, không có gì hết. Không có gì hết là không có thuyền bè, không có tất cả những cái vật nổi trôi trên mặt nước. Chứ nước trong hồ nó nguyên vẹn, có thiếu đâu, phải không? Cũng như vậy, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên nó không có một cái bóng dáng nào của sáu trần, thì gọi đó là bản lai vô nhất vật. Vì nó là cái thể thanh tịnh xưa nay như vậy, không có dính mắc cái gì hết. Vì vậy mà nói rằng chẳng không không mà chẳng không đó, chẳng không mà chẳng phải chẳng không. Nó chẳng không tức là có mà chẳng phải chẳng không. Có là có cái thể chân thật, nhưng mà nó không tất cả cái giả tướng ở ngoài đến đó. Như vậy cho nên ở đây dùng cái lối lý luận giống như Ấn Độ, nó tới tứ cứu đó, bẻ tới bẻ lui nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta nắm được cái cương yếu thì hiểu rõ chứ không gì. Nghe cái tâm thể của mình nó không có một vật, nhưng mà không phải không có tâm thể. Tuy có tâm thể mà chẳng phải là không có tất cả đó. Vì có tâm thể thì tất cả đều từ đó phát ra.
Vì vậy mình nói gọi là quán, quán thể, là quán tâm thể của mình. Cái thứ ba nói về sự tương ưng. Tâm cùng với không tương ưng thì khen chê đâu có mừng lo. Thân cùng với không tương ưng thì giao cắt hay hương xoa cũng đâu có khổ sướng. Y báo cùng với không tương ưng thì thí cho hay cướp đoạt cũng đâu có được mất. Đó, mấy câu này quý vị đọc có dễ hiểu không? Bởi vì đây nói rằng tương ưng với không. Không là cái gì? Bởi vì cái người tu thiền khi dùng cái quán trí mà chiếu soi tất cả sự vật thì thấy các pháp tự tánh là không, phải không? Tất cả các pháp tự tánh là không. Mà nói các pháp thì nghe nó xa, nó khó hiểu. Mà tôi lâu nay thường hay dùng cái nắm tay để thí dụ đó. Cái này thì rõ hơn hết. Từ cái bàn tay năm ngón co lại cái thì gọi là nắm tay. Có ai gọi khác được không? Ai cũng gọi là nắm tay. Thì hỏi nắm tay từ đâu có? Quý vị trả lời giùm tôi coi từ đâu. Từ năm ngón co lại, phải không? Mà năm ngón co lại gọi là duyên hợp. Năm ngón co lại thì gọi là duyên hợp. Như vậy thì trước khi năm ngón co lại có nắm tay không? Rồi trong khi năm ngón co lại, nếu mình chia ra ngón 1, ngón 2 tới ngón thứ 5 thì có nắm tay không? Không. Như vậy thì trước không có, hiện tại tuy nói là nắm tay mà phân tích ra cũng không thấy có nắm tay thiệt, phải không? Rồi nếu buông ra cái thì cũng không có. Như vậy thì thể nắm tay là sao? Là thiệt hay có hay không? Nếu thể nắm tay có thì khỏi đợi năm ngón co, phải không? Đó. Các pháp trên thế gian này tự nó có thì không đợi duyên hợp, mà duyên hợp thì không tự có. Mà đã là duyên hợp thì trước không, hiện tại phân tích cũng không, và khi nó tan ra rồi cũng không. Như vậy thì tánh nó làm sao? Tánh nó là không. Không là một lẽ thực của sự vật, mà lẽ thực đó là duyên hợp, căn cứ trên lý nhân duyên hợp lại. Cho nên các sự vật hiện có đều là tánh không. Như vậy nên đây đưa ra ba trường hợp. Nếu mình tâm mình tương ưng, tức là nó thích hợp với cái nghĩa tánh không, mình hiểu thấu được nghĩa tánh không, thì khen chê đâu có mừng lo. Thì thân đã là duyên hợp tánh không thì lời khen lời chê thì sao? Có hay không? Cũng là không. Thân không, lời khen chê cũng không, thì có gì mừng, có gì lo. Đó. Bây giờ quý vị chỉ tu nhiều đó cũng đỡ quá rồi, phải không? Thấy thân mình nó là duyên hợp cho nên nó không thiệt, nó tánh nó là không, thì lời khen chê phát ra từ thân, từ miệng của người khác cũng là tánh không. Nó tánh không thì được khen, bị chê có gì đâu mà lo, mà vui, mà buồn. Như vậy dễ tu không? Nếu câu đó mà quý vị tu thì coi bộ cũng gần gần nắm chân được Bồ Tát rồi đó. Gần rồi đó, chứ không có xa. Thấy rất là đơn giản. Rồi giờ đó là nói về tâm với không. Thân cùng với không tương ưng thì giao cách hay hương xa cũng đâu có khổ sướng. Đó, thân này nó là tánh không. Rồi cái gì, những cái mà nó đến với mình, hoặc là làm đau đớn thân, hoặc là làm tốt đẹp thân, hai cái đó cũng là không. Như vậy thì có cái gì đâu mà gọi là khổ hay gọi là sung sướng. Có gì gọi là khổ, có gì gọi là sướng? Nhưng mà cái này cái vô kho,
phải không? Động tới thì chắc là la, chứ còn không có thấy nó không. Như vậy thì thân cùng với tánh không tương ưng thì như là giao cắt, hay là như là những cái gì mà nó làm cho mình đẹp đẽ, hai cái đó đều không có giá trị gì hết, không có sợ mà cũng không có mừng. Y báo cùng với không tương ưng thì thí cho hay cướp đoạt cũng đâu có được mất. Y báo, thân mình là chánh báo, nhà cửa, tiền bạc, của cải, sự vật, đó là y báo. Như vậy thì mình biết tất cả nhà cửa, đồ đạc, sự nghiệp, tài sản, vân vân, đó tánh nó là không, duyên hợp và giả có. Biết rõ như vậy thì cái chuyện mà giúp cho người hay là chuyện bị người giật của mình vân vân, có rầu có khổ không? Đó. Nếu biết rõ nó là tánh không thì được cũng không có mừng, mất cũng không có khổ. Đó. Như vậy đó là quý vị tu chỉ bao nhiêu đó thì quý vị thấy tu hay chưa? Chỉ ba cái thôi. Nên là thứ nhất là tâm cùng với không tương ưng thì chê khen không có mừng, cũng không có buồn. Rồi thân cùng với không tương ưng thì giao cát hay là xoa hương cũng không thấy là khổ, là vui sướng. Còn biết y báo là vật sự, sự nghiệp, tài sản v.v. cùng với không tương ưng thì có người đem mình đem ra bố thí hay bị người ta cướp của mình thì mình cũng không có cái lo buồn được mất. À, như vậy đó là ba trường hợp khéo tu. À, hiểu vậy thì khéo tu. Mà người mà trong ba trường hợp đó đều là an nhiên tự tại, không buồn không lo, thì quý vị thấy Bồ Tát chưa? Bồ Tát rồi, phải không? Nghĩa là cái khen chê vẫn thản nhiên, rồi có những cái đánh đập hay là tô điểm gì cho mình cũng thản nhiên. Rồi của cải người ta mình đem ra bố thí, và có ai cướp của mình cũng vẫn thản nhiên, thì hết khổ chưa? Như vậy thì sống trong đời này mình tự tại, mình hết khổ. Mà hết khổ tự tại đó là Bồ Tát rồi, cái khó gì đâu. À, đó là một cái trường hợp. Bây giờ kế, tâm cùng không mà chẳng không tương ưng thì ái kiến đều quên, từ bi cứu khắp tất cả. Đó. Ở đây là nói rằng tâm cùng không mà chẳng không tương ưng thì ái kiến đều quên, từ bi cứu khắp tất cả. Cùng không tương ưng thì mình không có chấp có một pháp thật, không chấp có một pháp thật cho nên mình bỏ nó dễ. Còn bây giờ nhưng mà mình bỏ nó dễ, nhưng cái gì cũng nó không không hết rồi, riết cái mình trở thành sao? Mình khô khan. Cho nên ở đây bước qua cái chặng thứ hai, tâm cùng không mà chẳng không tương ưng, không mà chẳng không. Các pháp tự tánh là không, nhưng duyên hợp là giả có, chứ không phải không ngơ. Duyên hợp thì giả có, tuy thấy không mà nó chẳng không tương ưng. Thì như vậy thì ái kiến đều quên, từ bi cứu giúp cứu khắp tất cả. Tức là thân này mình biết nó không tự tánh, nó là không rồi đó, nhưng mà duyên hợp rồi nó tạm có. Nó tạm có vì mình biết nó tạm có cho nên không có cái ái kiến chấp trước về nó. Mà thấy người khác khổ mình vẫn thương, mình giúp, cho nên không có ái kiến mà đầy đủ tâm từ bi. Đó là trường hợp thứ hai. Rồi cái kế, thân cùng không mà chẳng không tương ưng thì bên trong đồng với cây khô, bên ngoài hiện đủ oai nghi. Nghĩa là không thì mình thấy hiện như cây khô.